chúng ta đến với đạo nói chung nha, con người chúng ta ngoài cuộc sống vật chất, ai cũng đi tìm cho mình một cái đạo để chúng ta nương tựa. Nhưng mà mình đang nương tựa đạo Phật, mà đạo Phật thì khác với các cái quan niệm của các đạo khác. Vì nương tựa đạo Phật không phải là nương tựa một đấng thần linh để ngài gia hộ cho mình, mà mình nương tựa vào cái cách Phật dạy cho mình tu tập. Cũng giống như bây giờ quý vị nói tôi hay về chùa đó đó, tôi nương tựa quân quy, tôi nương tựa vị thầy lắm. Vì mỗi lần tôi đau khổ tôi đến với thầy, thầy có những lời khuyên trách cho tôi. Chứ thật sự mình nương thầy có lợi gì đâu, thầy không biết võ công, thầy cũng chẳng phải là bác sĩ trị bệnh chứ đấm cho mình được gì hết á. Nhưng mà thầy có những phương thuốc trị tâm bệnh. Thì cũng thế, mình nương tựa vào đạo Phật là mình nương tựa vào một thầy giác ngộ. Chữ Phật nghĩa là tỉnh thức giác ngộ. Mà tỉnh thức giác ngộ cho nên giúp cho mình ngộ được cái đó, tỉnh được cái đó. Cái việc gì nó cũng có nguyên do của nó, mà tại mình mê mình không biết thôi, hay là tại vì mình chưa biết thôi, cho nên mình hiểu thế này thế kia. Còn mình hiểu ra rồi thì mình hết mê, mà hết mê gọi là tỉnh, mà ngược lại với tỉnh là mê. Cho nên đó, tại sao chúng ta có hai Đức Phật, một Đức Phật Diệp Sư, một Đức Phật Di Đà, chính giữa là Phật Thích Ca. Bởi vì ba vị Phật đó là tượng trưng cho ba thời kỳ của sự sống, lúc khỏe, lúc bình thường, lúc đau bệnh. Để ví dụ hiện tại đời sống đây mình nương Phật gì? Phật Thích Ca. Và lỡ mình đau bệnh thì nương ai? Phật Dược Sư. Mà Phật Dược Sư từ chối cái a lương của mình rồi thì Phật Di Đà sponsor. Cho nên mình có ba cái đơn nộp hết rồi, mình có ba cái đơn nộp cho ba vị Phật. Bây giờ mình sống ở đây, giống như vụ gì sao quý vị sống ở đây là quý vị nương vào nương nhập. Còn khi mình mất đi rồi thì mình có Phật Di Đà, đau bệnh thì tìm Phật Dược Sư. Con người mình có hai đường để đi à, phải không? Sống rồi, sống nè, một là bệnh, hai là chết, hai một là khỏe, hai là chết, hai là sống chết. Cho Đức Phật Thích Ca là cái mối trung gian giới thiệu hai vị Phật kia. Mình không biết hai vị đó đâu, ra sao, còn nghe quảng cáo thôi. Phật Thích Ca đứng trung gian làm môi giới quảng cáo. Ở phương Đông có một Đức Phật tên là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Vị đó khi còn tu hạnh Bồ Tát đã phát 12 nguyện. Có những chúng sanh nào vẫn còn thích cõi đời này, thích giàu sang, thích phú quý, thích đẹp. Nhưng mà đẹp không cần phải làm gì hết, đẹp không cần đi sửa, đẹp không cần, muốn giàu không cần phải lừa gạt ai, mà giàu trong chánh pháp, giàu đúng phương pháp, giàu đúng luật. Cho nên giàu mà không sợ thì phải nương Phật Diệu Sư. Vì Phật Diệu Sư dạy cho mình cách sống trong đời sống hiện tại này, vẫn có những cái nhu cầu như chúng sanh mình nữa, nhưng mà theo chánh pháp. Còn nếu mình cảm thấy thôi cõi ta bà này ngán lắm, thì mình xin được về cõi nào mà không có còn những cái khổ này, Phật Thích Ca đó, đừng có lo, tôi giới thiệu chỗ khác. Cho nên trong kinh có kể câu chuyện Bà Vi Đề Hy. Bà Vi Đề Hy là mẹ của vua A Xà Thế. Mà vua A Xà Thế là giết hại cha của mình là vua Tần Bà Sa La. Thì khi mà Bà Vi Đề Hy bà sống ở đời này, bà thấy rằng cõi đời này quá là khổ đau, con thì bất hiếu với cha mẹ, thậm chí còn giết hại cha mẹ, con chán cõi đời này quá. Phật có cõi đời nào, cõi nào mà cho con sanh về đó con hết khổ, không có còn cái cảnh khổ này nữa. Mà nếu mình nói sorry, xin lỗi, bó tay, thì Bà Vi Đề Hy sẽ chết khổ trong ngục. Nhưng bậc giác ngộ mà, cho nên ngài có phương pháp, ngài nói để tôi giới thiệu cho bà cõi khác, giới thiệu cảnh giới tịnh độ của cõi Phật Di Đà. Thì mình ở đây bây giờ mình cũng vậy. Ví dụ như một bạn nào tới nói chờ em khổ quá chị ơi, em muốn chết cho rồi, cái thì mình nói thôi ráng đi, để tôi giới thiệu cho thầy này giảng, là lên nghe ông giảng. Quý vị đã từng giới thiệu kiểu đó chưa?
Vậy quý vị làm Phật Thích Ca quảng cáo chưa? Có không? Mình học cách quảng cáo của Phật Thích Ca chứ gì nữa. Mình nói thôi chết làm chi, chết cũng không giải quyết được vấn đề. Nè, thầy này làm giảng được lắm, tôi mới nghe mà giảng ổng. Mình giới thiệu quá cho thầy cô trên mạng. Như vậy bây giờ mình có thần thông quảng cáo chưa? Có. Hồi xưa Phật Thích Ca còn phải cực khổ hơn, phải chiếu cảnh giới kia cho bà Vi Đề Hy bà thấy, bà mới phát tâm. Bây giờ mình chỉ cần mở google.com rồi bấm vô YouTube, mình thích thầy nào đó bấm đúng tên thầy đó ra, quá trời bài giảng của thầy đó, phải không nào? Vậy thì bây giờ mình có thần thông nhất dương chỉ. Nhất dương chỉ là một ngón tay mình chỉ vô trong cái YouTube đó là bấm đúng tên là hiện cái bài giảng đó lên. Như vậy mình đã cho người ta pháp môn chưa? Mình đã từng là mình đã học cách của Đức Phật Thích Ca quảng cáo không? Đừng có chết, chết không có giải quyết được vấn đề. Mà chỉ có can đảm chị chết, tại sao chị không can đảm chị sống? Mà chị chết thì nhiều người khổ, mà chị sống thì nhiều người. Vì một người làm khổ mình mà mình quên hết những người thương mình sao? Trên đời này một người làm khổ mình thì cũng có 10 người khác thương chứ, đâu có lẽ nào mà một người làm khổ mình được trăm người, 10 người khác đi theo họ và làm khổ mình đâu. Mà đa số mình cứ vì cái người khổ làm khổ mình chết, nó ngộ vậy chứ. Vậy kêu tỉnh thì mà là mê, mê quá chừng. Mà gặp ai cũng thấy tỉnh đi, tỉnh đi. Cho nên á, ngày xưa mình có một vị thiền sư Việt Nam, ngài nói chúng sanh mình là những người sống sai chết chết mộng. Sống thiện đó, bây giờ mình thấy mình đi ngờ ngờ vậy chứ mình suy nghĩ rất là sai lầm. Cái cách suy nghĩ của mình rất là tiêu cực. Một ví dụ như là cha mẹ thương mình mà bao giờ mình khóc vì cha mẹ đâu, ít lắm. Khóc vì cái người đó là cái người mà làm khổ mình, khóc ngày khóc đêm, bỏ ăn bỏ ngủ. Chứ ít có người nào cho tôi nhớ mẹ tôi nhớ ba tôi bỏ ăn bỏ ngủ đó, hiếm lắm. Cho nên nhà thơ Nguyễn Bính anh cũng nói rồi đó, mẹ cha thì nhớ thương mình, riêng mình để nhớ người tình xa xôi. Cho nên ông Nguyễn Bính ông cũng là một thiền sư rồi, hiểu được tâm trạng của chúng sanh. Thì bây giờ mình mới nói với cái người kia, chết cũng là một pháp môn. Kết liễu cuộc đời mình nghĩ mình sao chết vậy, cái là mình xong à. Nhưng mà mình biết, mình đâu có biết rằng mình bỏ cái cảnh giới này, mình đi cảnh giới kia nó cũng lưu lưu dữ lắm, mà không chịu còn khổ hơn nữa. Tại vì sao không? Một cõi đi về, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Chị bỏ cõi này chị vô cõi kia chị cũng phải đi vậy, mà đi cõi kia độc hành độc bộ khổ hơn. Đâu có ai thấy mình tự giận chứ, thôi để tôi tự giận chứ chết theo cho nó có bạn. Không có. Cho nên không có chết, trước sau cũng chết, trước sau cũng chết. Vì cái sự lớn của cuộc đời này là hai chữ thôi, sanh tử. Bây giờ đại chúng cứ suy nghĩ cho kỹ coi, có phải trong cuộc sống của chúng ta làm tất cả mọi việc chỉ vì hai chữ sống chết không? Tìm mọi cách để kiếm cho mình một sự sống, sống sang, sống trời, sang trọng, giàu có, sung sướng, đủ mọi cách. Thậm chí mình lường gạt, mình làm đủ cách hết, chỉ vì muốn có sự sống thoải mái, tiền rủng rỉnh trong túi vậy thôi. Rồi khi mà mình đi vào một cái con đường nguy hiểm cũng tìm mọi cách, bỏ tiền ra bao nhiêu cũng được để tìm cho mình cái sống thôi. Miễn sao cũng được hết. Thậm chí bây giờ tôi bỏ tiền ra tôi mua chuột hết cũng được, nó miễn sao tôi sống thôi. Chị sợ chết lắm. Vậy mà hở tới chắc chết. Đừng có, chết là chắc. Chết là chắc, đừng có lo đụng chuyện cái chắc chết. Khỏi lo chuyện đó. Trên đời là không có gì chắc hết, chỉ có chết chắc thôi. Mà chính mình hiểu như vậy, cho nên á, cái chữ mà vô lượng pháp môn tu của đạo Phật á, nó không còn xa vời. Mình nghĩ là pháp môn nào mà thật sự mình đang ứng dụng những pháp môn trong cuộc sống của ngài của mình mà mình không hay. Ví dụ mình nói chị ơi chị, thì ở bên mình trại bên Việt Nam đang bão lụt,
chị giúp đỡ cho mình, giờ mình gom lại mình giúp, mình khuyên người ta bố thí, không cần nói đạo gì hết đó. Đừng có nói, có nhiều người ta không tin với cái nhân quả tội phước, đừng khỏi nói. Bây giờ trước mắt nè, đó, bây giờ trước mắt là giờ người ta đang bảo luật nè, mình có thể giúp được gì không? Mình khơi cho người ta một cái nguồn bố thí. Chút xíu nữa trước khi chúng ta kết thúc, chúng ta sẽ chấp tay hồi hướng công đức cho ba mươi mấy người Việt Nam ở Nghệ An mới vừa đi tìm sự sống ở bên nước Anh đó, rồi bị chết ở trong cái thùng xe đó. Quý vị có biết chuyện đó không? Đó, chút xíu nữa mình, trước khi mình kết thúc sáng hôm nay, mình sẽ cùng chấp tay cầu nguyện cho các vị. Các vị đi làm gì? Đi tìm sự sống, cũng giống mình ngày xưa vậy thôi. Vậy thì quý vị thấy rõ ràng, từ sáng cho tới tối mình mở mắt ra là đi tìm sự sống. Mở mắt ra xong cái sáng nay ăn cái gì, ăn trưa xong đang ngồi ăn sáng, lát trưa ăn cái gì, đang ăn trưa cái bàn chiều nay ăn cái gì, rồi thậm chí tối trước khi đi ngủ mai ăn cái gì, có không? Đó. Vậy thì mình tham sống muốn chết. Nhưng mà nó ngộ cái là chuyện gì mình nói ra cũng có chuyện chết sẽ thôi. Trời ơi tức muốn chết, trời ơi vui muốn chết, vui cũng muốn chết mà tức cũng muốn chết, trời ơi buồn muốn chết, thậm chí luôn mất thương muốn chết, thương muốn sống đến thương nữa. Vậy thì rõ ràng sống chết nó liên hệ với nhau. Vậy thì cái pháp môn của chúng ta không phải là niệm Phật đợi chết á. Ai mà niệm Phật, niệm Phật làm gì? Niệm Phật thì nửa chết về tránh nô quê, không được. Anh tu vậy là anh tu rụng rã mà anh không thấy được sự sống. Mình niệm Phật ngay bây giờ đúng, đồng ý là mình niệm Phật để chết mình về tránh. Nhưng mà kết quả ngay trong giờ phút này niệm Phật có phải có kết quả là tâm hồn mình được thanh tịnh. Tâm hồn mình được thanh tịnh, trí hóa mình được sáng lên, để mình chọn cho mình một lối sống không trụy lạc, không buông lung. Mà người sống không trụy lạc, không buông lung thì đừng lo, sống an, chết vãng sanh. Chữ vãng sanh là gì? Sanh là sống, vãng là đi tới. Thí dụ có bà đến đây sáng hôm nay, quý vị sẽ nói ô, thầy vãng lai. Vãng lai là đến đây này, rồi chút xíu nữa có bà đi về. Có bà chỉ vãng lai chứ có bà không phải thường trụ. Quý vị là thường trụ, thầy trụ đề đây là thường trụ, còn có bà chỉ là vãng lai thôi. Vậy thì tại sao mình không, mình sợ vãng sanh? Vãng sanh là gì? Là mình đi tới một sự sống mới, mà không phải chết với bản sanh ngay tới giờ, ngay trong giờ phút này. Quý vị đang khổ quá chừng luôn. Ngày qua có một cô, cô nghe bài giảng xong bên Nam Hoàng, cô lại cô khóc. Cô nói ngắn gọn thôi vì không có thời gian. Con cảm ơn thầy bài giảng hôm nay, thầy đã khai thị cho con một mối đau khổ nhiều lắm. Ngay trong buổi giảng con đã rơi được cái khổ đau đó. Cô nói bản sanh không? Bản sanh là mình đang sống triền miên của khổ đau. Khi mình bừng tỉnh ra, mình hiểu rồi, vãng sanh. Giống như Pháp Hòa dẫn quý Phật tử trong đoàn đi hành hương vào đoàn Pháp Định Hàng. Thật ra chuyến đi này chính là Pháp Hòa đi giảng, nhận lời bên Hàng, bên Nhật. Nhưng mà nếu đi khơi khơi về ổn, cho nên thôi sẵn dịp vậy tổ chức thành một đoàn đi hành hương. Cái quý vị qua Hàng, quý vị á, mở mắt thấy núi đồi mà mở đồi thấy kim chi. Trưa nào, trưa và chiều vô chỗ ăn cơm là cứ nhớ vô tô là thấy bim bim bắp. Rồi giờ mới đổi câu ngược lại là mở mắt thấy núi đồi, mở đồi thấy côn trùng. Trời ơi, Pháp Hòa mới nói ăn đi nghe, ăn cho hạnh phúc 10 ngày này, đi vài bữa nữa bên kia ăn cơm trộn, qua đây ăn cơm dắt. Giảng sanh từ Hàn Quốc qua Nhật. Đó, hôm qua sáng rồi giảng sanh từ Hàn qua đây rồi có chuẩn bị ăn cơm bắt nghe. Pháp Hòa nhớ năm 2011 và tới đây đi Phật sự. Suốt cả 5-6 ngày, 7 cả tuần lễ ở đây mà sáng trưa là cứ tới giờ ăn là chạy vô 7-Eleven.
mua cục cơm, cục cơm trắng và dắt vuông vuông ba góc đó, cứ cục cơm đó với cái miếng muối là xong rồi, ăn cả tuần lễ như vậy. Giờ ăn vậy chắc thịt. Để thưa đại chúng là vãng sanh nghĩa là khi mình từ một cái cõi này mình qua cõi khác chứ không có gì cả. Thì quý vị mới nói là vô lượng pháp môn tu, thì bất cứ cách nào mình giúp cho người đó giải thoát được cái khổ đau của họ là pháp môn. Thì mình không cần phải gọi bó pháp nào, và mình cũng đang học cách của Đức Phật Thích Ca là giới thiệu, nhưng mà mình giới thiệu một cách tối tân hơn, không cần lời kinh tiếng kệ gì cả. Hồi xưa là mình thấy trong kinh diễn tả là ở Đức ở cõi đó có Phật gì đó đang nói pháp, chúng sanh nào muốn về cõi đó phải làm việc này việc kia. Thì chúng bây giờ chúng ta cũng làm thế thôi. Mình thấy một người là đau khổ, mình tới đó mình khuyến hóa cho người ta. Thưa đại chúng, bản chất của cuộc đời này là khổ, nhưng không có nghĩa là khổ hoàn toàn. Bởi vì trong kinh nói á, cõi trời và cõi địa ngục có khó tu lắm, tại vì địa ngục là khổ triền miên, khói lửa, không ai thuyết pháp cho nghe. Còn cõi trời á, có người thuyết pháp nhưng mà vui quá không chịu nghe, cho nên hay cõi đó khó tu. Bây giờ mình đưa một cái ví dụ đi, mình sống ở cái quốc độ này nè, sung sướng đủ kiểu hết, cho nên tuổi trẻ ở đây mà đi chùa là hiếm mà. Còn Pháp Hòa rất là vui á, sáng hôm nay đến đạo tràng chùa Việt Nam đây là các anh chị em Phật tử khắp nơi đổ về đây, chứ không phải riêng ở môn này, mà nhìn xuống thấy các Bồ Tát trẻ rất là đông. Vậy thì cộng đồng Phật tử người Việt mình ở Nhân vẫn tiếp tục được cái con đường đó. Mình đã có chùa rồi, bây giờ mình chỉ cần mình tu thôi. Chùa là tịnh độ, mình là dân của tịnh độ, mình là các Bồ Tát ở cõi tịnh độ. Mình phải tiếp tục con đường chuyển hóa bằng cách là tiếp người ở cõi khác để cho người họ đó sống tịnh độ giống mình. Thật sự cuộc cõi sống hiện tại đây, quý vị so với cái cõi sống của mình ngày trước ở Việt Nam sướng hơn không? Vậy thì tại sao mình còn vẫn chưa hết khổ? Vậy thì rõ ràng so với ở Việt Nam mình khổ hơn nhiều. Bây giờ ở đây tuy có khổ nhưng cái khổ mình chưa đến nỗi, thì phải ráng làm sao chúng ta vượt được cái đó để chúng ta vãng sanh. Mà thưa đại chúng, có thể một ngày vãng sanh nhiều lần, chứ không phải đợi chết mới vãng sanh. Đừng sợ chữ vãng sanh, và cũng đừng bao giờ sợ bài chú vãng sanh. Nói thôi tôi nghe bài đó tôi sợ, tôi chưa chết sao tụi. Thưa đại chúng, nếu mình mà còn nghiệp á, giống như trong người mình còn bệnh á, không làm gì nổi hết. Còn bệnh một cái ăn không biết ngon, ngủ không trọn giấc, đi đứng không thoải mái. Còn bệnh trong người là hoàn toàn không có một cái gì thoải mái cả. Thì chúng sanh mình cũng vậy, một chút khổ đau nó còn vướng bận trong lòng mình thì mình làm sao thoải mái được. Thì vậy cho nên đến với Đạo Phật là Đạo Phật chỉ cho mình những cái phương pháp tu tập để mình dừng khổ đau, mình nhìn một cái phương trời rộng khác. Cái này gọi là chỉ quán. Chỉ là gì? Là dừng. Quán là nhìn thấy. Thí dụ đây, mình giận một đứa con của mình. Bây giờ mình tiếp tục mình giận nó, bây giờ hôm nào mình ngồi thiền, mình lấy đứa con mình ra mình làm đề mục để mình quán về đứa con. Mình hãy dừng lại hết tất cả những cái khổ đau, cái phiền não trách móc đứa con của mình lại. Mình hãy quán chiếu coi vì sao nó nói như vậy với mình, vì sao nó hành xử như vậy đối với mình. Nhiều khi mình tìm ra cái nguồn cội, à, nó có nguyên do. Và trong cuộc sống này á, nếu chúng ta thiếu cái chỉ là cái dừng, ví dụ một người làm xấu không bao giờ biết nhìn sự xấu, thì cuộc sống này sẽ không bao giờ có được niềm vui. Bản thân họ không có niềm vui và người thân của họ sẽ khổ vì họ triền miên. Cho nên người đó dừng cái xấu của họ lại, thấy cái xấu của mình sai, quay trở lại làm việc tốt, cái đó là tu chứ gì nữa. Mà Đạo Phật gọi cái đó là chỉ trì và tác trì. Chỉ trì là hãy nên thực hiện những gì cần dừng lại,
Và tác trì nghĩa là hãy nên làm những việc cần, những gì cần làm. Mà người nào có chỉ trì và tác trì thì người đó gọi là bỏ ác làm lành. Nói một cách khác, có người sẽ nói rằng đạo Phật là dạy cho mình bỏ ác làm lành, nhưng mà sao bỏ ác, làm sao để làm lành? Ác là gì mà bỏ, lành là chi mà phải làm? Thì mình hiểu là ác là gì, tổn giảm là ác, tăng ích là lành. Một lời nói là người hay tổn giảm, tổn thương người khác, đó là ác. Không cần giết họ, không cần phải làm gì lớn lao, nhiều khi một lời nói thôi, một hành động của mình thôi. Cho nên Pháp Hòa nói ví dụ mình là trong cái ban tổ chức khóa tu đi, mình phải thật là khéo léo uyển chuyển để mình làm sao mình tiếp những người đến dự khóa tu với mình. Có đôi khi mình phải nghĩ rằng á, cái đoạn đường người ta đổ về đây, tả tâm tư người ta đổ về đây, mình phải nên mở lòng bằng mọi cách và nhẹ nhàng tiếp họ cho họ tu. Nhưng mà ngược lại cái người tới dự tu á, cũng đừng có nhiều cái gọi là đòi hỏi ở nơi ban tổ chức, mà phải thấy rằng người ta tổ chức rất là cực khổ và người ta đã sẽ cố gắng làm hết trong khả năng của người ta. Nhiều khi một người mà giải quyết 100 người thì đâu phải dễ đâu. Mình nên du di nhẹ nhàng những cái gì không cần thiết. Cái này là chúng ta tạo cái nguồn vui sống tu tập cho nhau. Mình đến, mình là khách đến tu, người tiếp đãi mình cũng phải hết lòng. Nhưng mà ngược lại, mình là người khách đến dự cũng phải nhẹ nhàng và chấp nhận những cái vấn đề khó khăn. Tức là chúng nhiều lúc đó, trong cuộc sống mình nghĩ mình bỏ tiền ra, mình đi vô quán ăn là mình có quyền, đúng. Nhưng mà cái đó rất đời và rất thế gian. Nhưng nếu khi chúng ta vào trong quán ăn mà chúng ta có tâm hạnh của một Phật tử á, thôi mình nhẹ nhàng bỏ qua những việc gì không cần thiết. Đấy, Pháp Hòa đi ăn là thỉnh thoảng gấp thức ăn là có tóc nè, có những cái gì dơ dơ trong đó, thôi kệ đi, bây giờ nói gì mình nói cái người ta khó chịu. Nhiều bữa hôm một Phật tử dẫn đi vô cái quán, trên đường đi Phật sự vô cái xào cái dĩa mì ra ăn, hỏi có con ruồi. Cái con ruồi thì cái vị đó nói để nói cho bà chủ biết, mà nói mình nói là cho họ biết thôi chứ không có ý gì hết nha. Thì khi mà nói xong thì bà chủ nó bảo đi thôi, bữa nay bảo miễn phí, bảo free, nó khỏi. Vậy thôi bà xào dĩa khác, nó dạy không, bà xào đó ăn đâu có nổi, chỉ nói cho biết cái. Nhưng mà cái bà chủ không dễ thương, phải chi xin lỗi, không biết một thiệt, ở chắc mới đem ra rủi rớt xuống. Đây này là bỏ tay nè. Thì quý vị thấy không? Ví dụ một người mà làm ăn mà đây, người ta nhẹ nhàng là xin lỗi lập tức, không cần tạo một cái lý do nào khác. Mà ông chửi cho mình chỉ làm cái chuyện nó không cần thiết. Thì quý vị sẽ thấy rằng cái pháp môn của chúng ta nó không phải là những pháp, ví dụ quý vị đấy, pháp môn niệm Phật, pháp môn tu thiền, pháp môn trì chú đó. Đó là những pháp môn. Nhưng mà thực tế là trong cuộc sống chúng ta rất nhiều những pháp môn mà để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Ở Hàn Quốc á, có một vị sư bà hiện nay khoảng 70 tuổi, được người Hàn Quốc coi là quốc bảo sống của nước Hàn. Tại sao? Vì sư bà hoằng pháp bằng con đường ẩm thực, không thuyết pháp giảng kinh, nhưng mà sư bà tạo ra những món ăn chay đầy đủ chất dinh dưỡng, không dùng hóa chất, không dùng những món chay mà chế tạo bằng những hóa chất, lấy rau củ mà tạo ra những món chay, mà thậm chí nghe nói là đầu bếp của Tổng thống Obama còn qua để mà bàn luận với sư bà, học hỏi cái cách nấu ăn đầy dinh dưỡng của sư bà. Vậy thì cái pháp môn mà nấu chay mà độ người ta ăn uống đầy đủ dinh dưỡng mà để giảm thiểu đi cái sự ăn thịt cá, ăn sinh mạng của những loài khác đó, cũng là một pháp môn đó. Cho nên mình không biết niệm Phật tụng kinh, nhưng mình có lời khuyên người khác rất hay, là pháp môn. Cho nên cái cách tu tập của chúng ta là chỉ là dừng, quán là thấy rằng
mình dừng lại tất cả mọi cái xấu ác để chúng ta quán lại. Có đôi khi chúng ta làm hồi chúng ta lâu lâu phải dừng lại coi mình làm nó có kết quả không. Bây giờ có một ví dụ vậy nè, có nhiều khi mình đi một cái đoạn đường khoảng vài trăm cây số, lâu lâu quý vị nhìn ngó cái bảng đường, nếu mà quý vị thấy cái bảng nó nói rằng đi tới cái chỗ đó mà còn 200 cây nữa là biết mình đi đúng á, chứ mình đi chập mà đi hồi mà sao không thấy cái bảng chỉ đường nữa, bắt đầu lo không biết mình đi đúng đường mà sao không thấy bảng nói gì đâu vậy, có phải vậy không? Lâu lâu mình phải dừng lại để ý cái gọi là dừng là chỉ đó, rồi quán là mình tìm một con đường. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, quý vị đừng có hiểu lầm á, mình ngưng nghe cái chỗ là mình tin theo đạo Phật để Đức Phật gia hộ cho mình, đừng dừng nghe đó. Quý mình có quyền nghĩ như vậy, nhưng mình nếu mình dừng ngay ngang đó thôi, thứ nhất là lỗ cho mình, trong cái đó Đức Phật mình còn rất nhiều bài dạy, và lỗ nữa cho mình là mình chưa có đường đi, mình mới có đức tin. Mà đạo Phật mình có thể đến với đạo Phật bằng một đức tin không sao hết, nhưng mà từ những cái học hỏi giáo pháp này sẽ làm cho cái niềm tin của mình càng ngày càng vững chắc hơn và không lung lay trước sóng gió. Thỉnh thoảng quý vị nghe tin tức trên mạng phải không, chuyện này chuyện kia xảy ra trong Phật giáo gì đó, đừng bận tâm cái đó. Cái đó là những cái bên đường, lâu lâu mình giống như nhà của mình lâu lâu có cát bụi lá cây ở đâu bay vô thì nó đâu phải là cái nhà của mình. Thật ra mình vững chắc rồi thì những cái đó không là cái vấn đề để làm cho mình thối tâm. Cho có bài giới thiệu đại chúng, cái thứ nhất là pháp môn chỉ quán, chỉ là dừng, quán là thấy xa thấy rộng. Mà tất cả việc gì chúng ta làm trong đời sống này phải có phương pháp này. Giống như trước khi mình làm việc gì á, mình phải suy xét cho kỹ cái việc làm này nó sẽ như thế nào, nó sẽ lợi hại như thế nào, nó sẽ mang lại lợi ích bao nhiêu. Làm ăn mà không có suy nghĩ mấy cái đó là lỗ. Và thậm chí làm mà rốt cuộc nhiều khi hồi vốn chứ cũng không có được gì. Thì nhiều khi làm ăn còn phải suy nghĩ. Thì cái cách tu này cũng vậy, chỉ là mình dừng, quán là mình thấy xa thấy rộng. Thứ hai, mà các cái pháp mà mình hướng dẫn, mình khuyến khích người khác, dù là một nụ cười, dù là một lời khuyên bố thí. Hồi nãy có bà hướng dẫn đại chúng ngồi định tâm. Quý vị ngồi định tâm và quý vị thở những hơi thở bình an, trở về chăm sóc cho cơ thể của mình, đó là một hình thức bố thí. Cái đó là bố thí, nó có hai cách đó. Đôi khi mình đem tiền mình cho người khác, cái đó gọi là ngoại xả, nhưng mình chưa có nội xả. Nội xả là mình cho cơ thể mình, như mình ký giấy cho y viện đó. Mai mốt mình có chết đi nữa, cho tim gan gì đó, cái đó là nội xả đó. Nhưng mà muốn cho người ta được á, thì ngay bây giờ mình phải khỏe mạnh nữa mình đi mới cho được, chứ tới hồi ta sử dụng không còn gì xài được hết trơn. Thì mình nghĩ là mình chăm sóc, mình thở những hơi thở bình an là một hình thức mình chăm sóc. Cái đó là thí môn, xả môn, nhẫn môn. Chữ môn là pháp môn á, nhẫn cũng là một pháp môn. Mà ai cũng biết nhẫn là phải nhịn, phải nhường nữa đó. Nhưng mà chúng ta chưa nhẫn đến cái chỗ viên mãn. Mà nó ngộ cái là nhiều khi mình nhẫn những cái lớn mà không chịu tha những cái nhỏ nha. Mà để ý lại nhiều khi đối với ai cái mình nhẫn lại đó, nhất là những người nào mình kính nể, còn gần như người xung quanh mình là yêu tinh quỷ quái gì hết, thì không bao giờ mình nhẫn những người đó. Mà quý vị biết không, mai mốt quý vị có dịp nào có quà nghĩ là quý vị đã từng đi chùa của người Nhật, cái chùa người Hàn, cái chùa Trung Quốc, cái chùa Việt Nam, nó có một cái chung chung giống giống là trước khi đi vô chùa lễ Phật á, là mình phải đi qua một cái điện thờ các vị thiên tướng, chúng ta gọi là tứ đại thiên vương á. Mấy cái ông còn hung dữ mắt trợn rồi cầm binh khí rồi dữ dằn lắm.
mà dưới chân của các ông á, không biết bên nhìn này có bồ quên này, có những cái tượng mà ta đạp mấy cái con nhỏ 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 dưới mà nó chờ ông thần gì bỗng dữ quá chờ ông đạp mấy đứa nhỏ. Thật sự mấy cái con đó nó biểu tượng cho tham, cho sân, cho si. Mấy cái con quỷ nhỏ nhỏ dưới chân của các vị thần mà ta đạp lên, nó là tượng trưng cho tham sân si. Các vị mà mình trước khi mình vô lễ Phật á, là tâm thanh tịnh nên là đi ngang cái cửa đó trước. Cái cửa đó gọi là thiên môn vương, thiên vương môn à. Thiên vương môn là cửa của các vị thiên vương, thì thờ bốn vị thần đông tây nam bắc. Thì các hình tướng của các vị đó không có hiền à, ông nào nhìn cũng dữ dằn lắm. Mình phải đi qua cái cửa đó, đó để cho mấy ông đạp tham sân si của mình rớt hết đi thì mình mới cô bái Phật được. Còn người nào mà không có đi ngang cửa đó, tham sân si, không nằm dưới chân mấy ông đó cai quản á, thì mình vô mình dễ đầy. Ý nó là vậy đó. Cho nên ngày xưa các chùa mình lớn, người ta hay cất từng cửa. Thứ nhất là đi vào cái cửa gọi là thiên vương môn. Rồi có nhiều khi mình đi xong cái cửa, đi trước khi vô chánh điện, mình đi ngang cái cửa để kiểu được là bất nhị môn. Bất nhị môn là cửa gì? Cửa không có hai. Cửa không hai là cửa sao? Nghĩa là cánh cửa này anh đi qua thì phải giúp cho anh không còn tâm đối đãi phân biệt tốt xấu, dở hay, ngu si tài trí. Khi nào tâm mình còn phân biệt hai cái đó thì cái đó gọi là còn hai pháp lưỡng nguyên, tốt xấu, đẹp xấu, giàu nghèo. Mình còn cái tâm phân biệt đó thì mình khó mà có thể độ sanh và tiếp người. Cho nên tâm mình phải ra khỏi cái đó. Vì vậy mà ngôi chùa Việt Nam mình cũng vậy, có ba cửa. Ba cửa ở trước ạ. Ở bên này để chữ hỷ nè, bên kia để chữ xã nè. Có nhiều nơi người ta rộng rãi, người ta để hai chữ luôn: hỷ xã từ bi, hay là từ bi trí tuệ, hay là người ta làm tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả để gắn với cửa. Có khi ta để là cửa phước, cửa huệ, rồi ở giữa ta để bốn chữ phước huệ song tu. Vậy thì cái cửa tam quan của một ngôi chùa nó đều mang ý nghĩa anh đi vào của chùa bằng con đường đó, cửa nào cũng được. Ví dụ chặt bên hỷ, chặt qua bên xả, cái nào nó cũng rất là nhiều lợi lạc cho chúng sanh. Trong chùa cũng phải cần những người hỷ thì vui, cũng có những người cần xả. Cho nên trong một ngôi chùa mà ai cũng có những pháp môn tu của riêng mình thì tự nhiên ngôi chùa đó nó sống động và nó rất là đông đảo, nó rất là sung túc, nó rất là hạnh phúc, là tại vì mỗi người một pháp môn chuyển hóa. Vậy thì bây giờ đại chúng sẽ không còn bị hàng kiều. Tôi tu pháp môn niệm Phật, tôi tu pháp môn thiệt, mà mình là vô lượng pháp môn tụng. Có nhiều lúc mình phải ứng dụng pháp môn hỷ xả, có nhiều lúc mình phải ứng dụng pháp môn từ bi. Ví dụ cái người đó là chọc mình tức, trước khi muốn xả họ mình phải thương họ mới xả được. Cho nên ứng dụng pháp môn từ bi, tội nghiệp chắc nó còn nhỏ, nó không có hiểu biết, nó vậy thôi, mình người lớn thì phải chấp tự bi đi, thương nó là con cháu đi, xả được đi. Còn nếu mình bắt được là nhỏ mà hổ, nói ngược lại cái là tự nhiên cái tâm bực bội của mình nó tăng lên. Và nói ngược lại, nó nhỏ nó không hiểu biết, mình đáng bậc cha mẹ nó đừng có giận nó, tội nó. Cũng là một pháp môn, hồi nãy mình pháp môn nghịch, bây giờ mình pháp môn thuận. Cho nên trong cuộc sống này á, Đức Phật dạy rất là hay là tùy theo cái cách quán duyên mà có lúc nó tăng thượng. Ví dụ như người kia là nó thà than với mình, nói trời ơi tôi mới gặp cái con nhỏ nó đáng đủ cháu tôi, nó hổn. Mà nếu mà mình gặp một cái một người bạn á mà tăng thượng cho mình là nghe, rồi chỉ làm gì có giả không? Cái này á cũng là tăng thượng duyên, nhưng mà tăng thượng duyên mình, tức là họ nói câu nó chăng tăng thượng, cho hỏi con nào
Cái con nhỏ đó, trời ơi con nhỏ đó hả, tôi định đánh nó lâu rồi. Mình nói thêm để mình tăng thượng cái buồn khổ, cái tức tối, cái phiền não cho người đó. Nhưng mình đã ngược lại, mình chó vô mình nói nhỏ nào chị, nó nhỏ đó đó. Ôi thôi chị ơi, chị buồn nó làm chi, nó hay nói vậy mà cái bụng nó không có gì hết á. Thôi tôi hay, nó hay nói gì với tôi lắm, nhưng mà tôi coi nó con cháu tôi có giận nó. Thôi chị cũng làm vậy, cũng là tăng thượng không, nhưng mà tăng thượng nhưng mà nghịch với cái ý của người đó. Nhưng mà tăng thượng duyên này tốt, nghịch nhưng mà lại là tốt. Nhưng mà tăng thượng duyên thuận theo cái buồn khổ phiền não của người đó, thuận theo họ. Tăng thượng duyên thuận, nhưng mà rốt cuộc là cái kết quả xấu là gì? Mình tăng thượng cái điều không lành, cái điều bất thiện ở trong tâm họ. Còn dạy cái đó đó, còn dạy là mỗi người mình ai cũng có cái duyên, nhưng tùy theo cái quán chiếu mà nó tăng thượng kiểu nào. Ví dụ nè, Pháp Hòa có duyên với thầy trụ trì đây á, tháng 9 năm rồi, khi Pháp Hòa đi giảng ở Hawaii cũng gặp thầy bên đó, thì quen với thầy bên đó rồi thì thầy mới có ý là thầy nói khi nào có dịp sang Nhật thầy mời qua đây. Lúc đó là duyên thôi, hai người gặp nhau ngay giờ cũng đó là duyên thôi. Và hôm nay Pháp Hòa đến đây là tăng thưởng duyên, phải không? Rồi nếu mà một cái duyên này mà vẫn tiếp tục nữa, lần sau Pháp Hòa có qua được cũng ghé lại đây nữa là tăng thượng duyên, tốt. Còn nếu Pháp Hòa gặp thầy xong rồi gặp, nói chuyện xong cái ai lại định tới, thầy này dở xấu. Này là cũng tăng thượng duyên mà tăng thượng duyên, xấu. Cho nên trong cuộc sống của mình á, duyên là gì? Là điều kiện để chúng ta có mặt, điều kiện để mình gặp cái đó. Ví dụ như mình với người chồng của mình đó, hồi xưa mới gặp là gặp nhau có là giây phút đầu đó là cũng là duyên gì, nhưng mà duyên đó là mới có sơ thôi. Rồi bắt đầu tìm hiểu nhau, rồi xin số phone nhau, rồi nói phone nhau, tối ngủ được phone, hát hò đến phone được, đủ kiểu hết để cho cái duyên nó đậm lên. Đến khi nào mình chấp nhận người đó là chồng là tăng thượng duyên đó. Cho nên trong cuộc sống này mình đến với Phật Pháp đó, là để chúng ta có được những cái hiểu biết. Thưa đại chúng, sống ở đời á, ai cũng sống đó, mà cái người sống hiểu biết nó làm cho người khác đỡ khổ lắm. Sống mà không hiểu biết á, người khác khổ với mình dữ lắm. Mà mình sống mà mình không hiểu, đã không hiểu biết mà còn không biết là mình không biết nữa. Lại nó tăng thượng duyên nữa. Đã không biết mà còn không chịu học hỏi là không biết rằng mình không biết. Chứ Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú không? Người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng người trí cho mình trí, thật xứng gọi trí ngu. Tại vì người ngu biết mình ngu, nhưng chữ ngu đây á chỉ có nghĩa là không thấy rõ vấn đề, chứ không có cái nghĩa theo kiểu Việt Nam mà là ngu đần, ngu độn. Ngu triền miên khói lửa, ngu dạng kiếp tái sinh. Chữ ngu trong Phật giáo nó không có nghĩa đó. Chữ ngu trong Phật giáo là không thấy được lẽ thật là ngu. Cho nên mình có một quyển kinh gọi là Kinh Hiền Ngu. Kinh Hiền Ngu là kinh gì? Kinh nói về người hiền và kẻ ngu. Kẻ ngu á, họ nghĩ vậy nè, tôi lừa gạt được người đó, họ cho họ là hay. Nhưng mà với người hiền thì họ là ngu, là bởi vì họ không biết rằng họ sống bằng cái tâm niệm bất thiện, nhân quả họ sẽ phải trả. Còn cái người hiền á, họ cứ sống bằng chân thật với họ, cho nên họ không lo. Cái người mà sống mà lường gạt nó hồi hộp lắm, đi đâu cũng sợ ta biết mặt. Là nếu cái người mà sống không còn chân thật thì tự nhiên họ nghĩ là họ hay, nhưng mà với người hiền thì họ là ngu. Nhưng mà đối với họ đó thì nói trời ông này hiền quá đi. Nhưng mà cái hiền này là nước lạnh, còn mình là cà phê, là trà nhiều, người ta cũng sẽ uống nhẹ chừng mực thôi. Nước lạnh uống không lo, nhưng mà cà phê uống thì chừng mực. Để chúng cứ nhớ vậy, cái gì mà có pha, cái loãng cái chất khác vô, cái đó không uống lâu được, không uống nhiều được. Ví dụ cà phê sáng uống một cốc thôi, nước lạnh có thể uống một chai, hai chai, nhưng cà phê không thể uống kiểu đó.
thậm chí nước xăm gì ở đây tăng lực tăng sức gì đó mệt mới uống thôi, chứ đâu ai bình thường bạn ngày 5-7 chai thì mới uống. Cái căn bản là vậy. Cho nên có bà thương với đại chúng á, cái cách sống của đạo Phật là giúp cho mình có một chai nước lọc trong tay, sống bằng chân thật, sống bằng cái tâm tu của mình. Và cái chai nước lọc nó có trong túi là không bao giờ sợ gì hết. Tại vì sao? Ai khát nước cũng cần nước lọc hết. Còn uống trà uống chơi cho vui, cà phê uống cho vui, Coca-Cola uống cho vui, nước nào cũng uống cho vui hết. Chỉ có nước lọc là uống thanh lọc cơ thể và trị bệnh. Vậy thì cái tâm mà quán chiếu đó, cho con bà thưa với đại chúng là chỉ muốn nhắc mình đến với đạo Phật đường nào cũng được hết, đức tin cũng được, là tin Phật là thần thánh gì thôi cũng tạm đi, nhưng mà nhớ là sao phá cái vén cái màn đó ra để thấy được bên trong, chứ còn mình không thể dừng cái đó, nó uổng nó lỗ cho mình. Mà trong cái đó Đức Phật là một dược sĩ rất là tài tình, có rất nhiều phương pháp. Và Pháp Hòa chỉ muốn thưa đại chúng là đừng kẹt vào một pháp môn nào. Cái pháp nào mà mình ứng dụng được ngay trong lúc mình đang khổ, pháp đó là pháp tốt. Pháp Hòa thì thí dụ như mỗi tối ngồi thiền 10 phút, nửa tiếng rồi đi tụng kinh. Có nhiều bữa mình mệt mỏi lắm, mình ngồi thiền thế nào là mình ngủ nhiều hơn mình thiền. Cho nên người ta thường kêu là ngồi thiền ở đâu lúc mình ngồi mà không thiền. Tại vì ngồi mà cái tâm mình nó suy nghĩ lung tung, cho nên thấy thì thấy có ngồi đó, ngồi cũng đủ 30 phút như ai đó. Nhưng mà ngồi mà không thiền, ta kêu ngồi thiền mà đâu lúc mình ngồi mà không có thiền. Và tự thân mình biết rằng cơ thể mình hôm nay rất là mỏi mệt, mình thiền là thế nào cũng ngủ. Bây giờ 30 phút này không, không ngồi thiền, đi lại Phật, mở quyển kinh ra đọc danh hiệu Phật lại, lại 30 phút lại trong chánh niệm, thiền không? Cũng là thiền, và thiền lại Phật. Quý vị ngồi niệm Phật tê chân, đứng dậy đi kinh hành. Vừa đi niệm Phật, chân trái A Di, chân phải Đà Phật, A Di chân trái Đà Phật chân phải. Hoặc là bước vòng vòng trong nhà lần chuỗi niệm Phật đều là tu hết, nhưng mà tu theo sức khỏe của mình, tê chân đứng dậy đi thiền. Như vậy mình không có kẹt pháp nào hết, và thậm chí mình biết rằng á, khi mình mất đi Phật Di Đà rồi, nhưng mà hiện tại mình có Phật Dược Sư lo. Còn hãy mình muốn biết chuyện gì của các nơi phải tới Phật Thích Ca, sướng không? Quá hạnh phúc. Và Đức Phật Thích Ca là người giới thiệu hai quốc độ cho mình. Con người của mình là sáng mở mắt thấy mặt trời mọc, chiều đi làm về thấy mặt trời lặn. Phật Di Đà ở cõi nào? Phương Tây, mà phương Tây là phía mặt trời lặn, còn phương Đông là phía mặt trời mọc, tượng trưng cho sự sống. Phật Thích Di Đà ở phương Tây tượng trưng cho một ngày, tượng trưng cho cái lúc mà chúng ta trở về cái cõi tịnh. Quý vị nào đọc kinh Pháp Hoa đó, có câu nè: Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ. Chỗ của Phật ở thường được gọi là gì? Thường tịch quan. Thường là thường hằng, không có dừng nghỉ. Chữ tịch là vắng lặng, chữ quan là ánh sáng. Ánh sáng thường chiếu nhưng mà lặng lẽ chứ không có chói rực. Quý vị thấy không? Những cái quán như là quán nhậu nè, casino là đèn rực lắm, nhưng mà ở một ngôi chùa đèn không cần rực rỡ chớp chán như vậy, bình thường thôi. Ánh hào quang của Phật chiếu nhẹ nhàng từ từ thôi, nhưng mà thường tịch quan. Chúng ta tu cũng thế, mình phải tu thường tịch quan, nghĩa là mình cứ nhẹ nhàng mà tu, mà ngày nào mình tu cứ đều đặn, gọi là gì biết không? Thường tu, lạc tu, vô gián tu. Tu có ba kiểu. Thường tu là tu thường thường, tu bình thường thôi, đừng tu đặc biệt.
hàng ví dụ mình ăn chay tháng 4 ngày, 6 ngày thì mình mỗi ngày nhịn giữ hai thời kinh, rồi một buổi nghe pháp, rồi nói chung là người Phật tử mình làm đủ cách, mỗi ngày đều có công việc Phật sự của mình, bố thí, nghe pháp, làm tất cả việc, không cần phải tuyên bố mình làm gì mà gọi là bất thường, không bình thường cả. Quý vị thấy là trong nhà mình đã mỗi ngày đủ sức khỏe đi làm, về đóng cơm cho gia đình ăn, gia đình vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Cái này thường tịch quan không? Đấy là thường tịch quan. Còn nếu mà gia đình mình sóng gió, mình làm những cái điều mà không đúng nữa, thì cái đó là gia đình mình sóng gió. Cho nên á, có nhiều vị nói sao vợ con nó bình thường, có vợ nói chồng lẽ chú muốn bất thường. Còn nếu mà vợ mà bất thường là gia đình này nó không thường rồi đó. Cho nên nếu cuộc sống này chúng ta cứ bình thường, đó là thường tịch quan. Mà thường tịch quan á, nghĩa là ánh sáng này thà là cứ nhẹ nhàng như vậy, đừng có cái gì nó bất thường hết. Mà bất thường hơn là mình dễ có những cái thay đổi. Thì ở đây buổi sáng này Pháp Hòa chỉ muốn thưa lại chúng mấy điều. Một là Pháp Hòa muốn nhắc mình dừng ngay ở cái chỗ mà đạo Phật là một đức tin, là một đạo mình theo đó cũng không sao, nhưng mà uổng. Phải đi sâu chút nữa, đạo Phật là ứng dụng chỉ cách cho mình sống tu. Hôm qua Pháp Hòa nói ở Nam Hòa là những tu là gì? Tu là cái cách ứng xử của mình trong đời sống hàng ngày. Còn sáng nay mình nói là pháp môn của mình không phải bị hạn hẹp ở những châu pháp môn mà chúng ta thường nghe là pháp di niệm Phật, pháp tu tịnh độ, pháp tu thiền, pháp tu gì đó. Và pháp môn của chúng ta là tùy mỗi hoàn cảnh mà pháp môn chúng ta có này. Và từ đó mình mới thấy rằng mình sẽ hiểu, mình càng tu tập thì mình sẽ hiểu đạo Phật nhiều hơn nữa. Và mình sẽ thấy rằng đạo Phật càng ngày mình càng thấm đạo Phật, và không hề qua một hình thức gọi là đạo Phật là một cái niềm tin tôn giáo. Mình có thể nhìn đạo Phật là một tôn giáo cũng sao hết á, đạo Phật cũng là một tôn giáo cũng được đó. Nhưng mà đúng hơn hết là đạo Phật là một phương pháp ứng dụng sống trong đời sống hàng ngày. Có là ví dụ mình ăn á, là mình phải ăn đúng cách à. Ví dụ như là mình ăn phở là phải có tương, ăn phở rồi phải ớt thì sao là sao đó. Rồi mình ăn bất cứ món gì nó đều có cái gia vị của nó, mình ăn cho nó đúng. Thậm chí mình thỉnh cái chuông nè, nếu mà mình thỉnh cái chuông mà mình cầm cái dùi chuông lên á, mình không biết nhìn cái dùi chuông thỉnh ở đâu, và cái độ cái chuông này nó lớn nó nhỏ như thế nào, để mà cái độ thỉnh của mình sẽ như thế nào để phát tiếng chuông, thì thỉnh một tiếng chuông thì cũng có thỉnh vậy đó, nhưng mà tiếng chuông này nghe cái men thôi mà nó không mang lại một cái lợi ích, một cái tiếng chuông mà nó đúng nghĩa của nó, để cho người khác hưởng nhận được cái gì từ tiếng chuông này. Ví dụ như Pháp Hòa đang ngồi đây nè, cái thế Pháp Hòa với cái chuông này như vậy là Pháp Hòa có thể thỉnh chuông vậy nè, phát ra tiếng chuông, nhưng mà cũng vừa chừng thôi. Chứ nếu Pháp Hòa đưa ra thỉnh như cái chuông bự một cái thôi văng xuống đây thì cũng thỉnh một tiếng chuông, nhưng mà không biết cách. Cái cách này là gì? Là phương thức. Đạo Phật là vậy đó. Đạo Phật dạy cho mình đó, tùy mọi hoàn cảnh mà chúng ta gia giảm mọi sự việc để chúng ta ứng dụng, chúng ta sống như thế nào mà ngày nào mình cũng đều có hạnh phúc. Hôm nay mình gặp một cái người rất là khó chịu thì mình ứng dụng sống sao, làm việc sao với người khó chịu này. Thành thử là từ đó mình thấy đạo Phật bàn bạc trong cuộc sống, nó đi ra, từ kinh điển nó đi ra ở trong con người của chúng ta. Cho nên cái thưa đại chúng, một quyển kinh đó, mình có tiền mình nên triệu cuốn á, cuốn kinh đó vẫn là kinh chết thôi. Nhưng mà mỗi Phật tử chúng ta là một quyển kinh linh động sống. Mỗi Phật tử chúng ta là một quyển kinh mà người khác sẽ thấy mình, người ta sẽ lật từng trang kinh ở nơi mình.
trời ơi tôi gần người đó. Có những câu nói họ nghe rất là hay, tôi học hỏi được rất nhiều từ những cái cách nói chuyện của họ đó. Mình đã đưa ra một bài pháp cho người đó. Cho nên mình rất nhiều pháp môn là vậy. Và chúng ta đừng có bị khổ đau bởi vào một cái pháp này. Thì thôi hôm nay có bà thăm đại chúng và chia sẻ như vậy. Theo chương trình thì sau giờ trưa chúng ta sẽ trở lại để có cái buổi Phật pháp vấn đáp. Thì quý vị nào có câu hỏi đó, quý vị viết vào bỏ một cái chuông này, rồi chúng ta sẽ gặp lại lúc hình như 2 giờ phải không? Dạ, một phần. Và bây giờ đại chúng hỏi luôn. Xin đại chúng chắp tay và nguyện đem cao